Đây là buổi phỏng vấn về Orthocare Therapy ở Eye Care Optometry tại thành phố Fountain Valley với bác sĩ James Trương. Dạ, chào anh chị và chào bé. Chào em. Dạ, trước tiên anh chị có thể giới thiệu sơ qua về gia đình và bé làm Orthocare được không ạ? Ồ, anh chị và cháu hiện tại đang sống ở thành phố Orange. Anh chị có một cháu trai tên là Kê Huyền Nguyễn. Cháu đang có đi theo chương trình Orthocare của văn phòng. Hôm nay là lần thứ hai anh chị được bác sĩ gọi phỏng vấn về chương trình Orthocare. Dạ, hiện tại Kevin được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ồ, năm nay Kevin được 17 tuổi. Dạ, thì trước khi làm Orthocare, gia đình mình có lo lắng gì không? Ồ, trước khi làm cái chương trình Orthocare thì chỉ qua quảng cáo, thành ra anh chị cũng hơi lo lắng. Sợ cháu coi như là thực hiện có bị nhiễm trùng về mắt hay không. Dạ. Vậy thì bây giờ anh chị cảm thấy như thế nào? Ồ, sau khi cháu đã đeo những cái Orthocare đó thì anh chị coi như là không còn lo lắng gì nữa. Dạ, anh chị có biết được độ của bé trước khi làm Orthocare không ạ? Ồ, độ của bé về hai mắt thì mắt phải của bé là 4,5 độ, mắt trái của bé thì 4 độ. Dạ. Và độ loạn của hai mắt cháu là khoảng 0.5 độ. Dạ. Kevin đeo Orthocare được bao lâu rồi ạ? Ồ, Kevin đeo cái Orthocare này cũng 3 năm 3 tháng. Dạ. Anh chị có thấy bé gặp khó khăn gì trong đêm đầu tiên không? Ồ, trong đêm đầu tiên thì cũng không có khó khăn gì. Chỉ có mới về cái lúc đeo á thì đối với cháu thôi. Dạ. Dạ. Hiện tại thì bé nhìn thấy dòng nào ở bảng chữ ạ? Ồ, mắt của cháu hiện tại thì rất là good. Cháu có thể là 20/20. Dạ. Anh chị có thấy được lợi ích của bé khi mà đeo Orthocare lens không ạ? Trong thể thao cũng như trong học tập. Ồ, cháu đeo Orthocare thì chỉ có mình chỉ có đeo về ban đêm thôi. Còn ban ngày thì mình không có phải đeo nữa. Thành thử ra trong học tập á, thì cái thứ nhất là cháu đọc được chữ rất là rõ. Rồi thành ra cái học tập của cháu có tiến bộ. Dạ. Còn trong thể thao á, thì hồi trước cháu có đi môn chạy. Dạ. Thì cháu phải mang mắt kiếng, thành ra hay gớt, rồi bất tiện. Thành ra sau khi đeo Orthocare thì cháu rất là coi như là không cần kiếng nữa. Thành ra cái vấn đề học tập cũng như là thể thao của cháu tiến bộ. Dạ, cảm ơn. Làm sao gia đình biết chương trình Orthocare ở văn phòng ạ? Chương trình Orthocare của văn phòng thì thông qua trên đài TV có quảng cáo. Thành ra chị... Dạ. Anh chị có định giới thiệu cho gia đình và người thân biết về chương trình này hay không? Ồ, tất nhiên rồi. Tại vì chương trình này nó có hiệu quả tốt. Nó giúp ích cho bản thân con của anh chị nói riêng cũng như là mọi người. Còn nói chung là được sáng trong mắt rồi học tập cũng như vui chơi được thoải mái. Dạ. Trước khi kết thúc, anh chị có muốn nhắn nhủ gì với bác sĩ James Trương không ạ? Ồ, lời đầu tiên thì anh chị gửi đến bác sĩ James Trương lời cảm ơn rất là nhiều. Bởi bác sĩ đã đem đến cái chương trình Orthocare này cho cháu được coi như là rất là tốt. Và anh chị mong rằng sau này bác sĩ càng phát huy thêm những cái gì mới về vấn đề trong y khoa cũng như nhãn khoa. Dạ, em cảm ơn anh chị và bé Kevin rất nhiều. Dạ, cảm ơn.